Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình đến với tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Cường Đô La, Đàm Thu Trang đang là cặp vợ chồng V-Biz được nhiều người mến mộ. Không chỉ tài năng, giàu có, Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, chứng minh cuộc sống viên mãn sau nhiều năm gắn bó. Hiện tại, cặp đôi đang sống trong căn biệt thự sang trọng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, là một doanh nhân có tiếng ở Việt Nam. Cường Đô La sinh năm 1982, sinh ra tại Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh là thiếu gia của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, nổi danh trong giới chơi xe và cuộc phiêu lưu tình ái với rất nhiều chân dài nổi tiếng trong showbiz. Sau mối tình ồn ào với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, cuối tháng 7 năm 2019, Cường Đô La tổ chức đám cưới cổ tích với người mẫu Đàm Thu Trang. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường quyết định rời hội chơi siêu xe của mình sau 10 năm để dành thời gian làm tròn trách nhiệm với gia đình. Nhất là khi mới đây, cô con gái của anh cũng đã chào đời. Trên trang cá nhân, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giản dị, nhưng vô cùng hạnh phúc. Sau khi về chung một nhà, cả hai đã tậu biệt thự sang chảnh, ngôi nhà được đặt tên là Fool's House, ngôi nhà hạnh phúc, dựa theo một bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc dành cho giới trẻ. Ý nghĩa của nó, hiểu nôm na là một tổ ấm trọn vẹn. Căn biệt thự của cặp đôi được xây mới trên nền đất cũ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi đồ sộ này gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, kết hợp mỗi tầng còn trang trí thêm cây xanh, vô cùng thoáng đãng. Trước đó, những ngôi nhà mà Cường Đô La từng ở cũng là những căn biệt thự hạng sang, nhưng anh chưa từng chia sẻ và công khai với công chúng. Mặt tiền của căn biệt thự được thiết kế thoai thoải để những chiếc siêu xe dễ di chuyển vào trong. Tông màu nâu làm chủ đạo của toàn căn biệt thự. Gara xe hơi được thiết kế đặc biệt, trong đó Cường Đô La ưu ái đặt hai chiếc siêu xe của mình ở vị trí đẹp nhất. Đó là chiếc McLaren 720S màu cam và Ferrari 488 GTB Spider màu đỏ. Cuối gara có một cầu nâng thủy lực, có nhiệm vụ đưa xe lên vị trí tầng 2. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2. Chủ xe có thể bước xuống xe và tiến vào phòng khách. Ở phía trong nhà, Đàm Thu Trang có một góc riêng để túi sách, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng. Cường Đô La cũng chiếm trọn một căn phòng để trưng bày đồng hồ, kính mắt thời trang, một khu dành cho thú sưu tầm máy bay trực thăng mô hình. Kể từ ngày sinh bé Suchin, cặp đôi khá bận rộn trong việc chăm lo cho gia đình nhỏ. Cường Đô La cho biết, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới được đi ăn sáng cuối tuần với nhau. Trong khung hình, Đàm Thu Trang gây chú ý với nhan sắc của mẹ bỉm xinh đẹp, làn da căng mướt và thần thái tươi tắn. Cô lọt vào danh sách những mỹ nhân V-Biz lấy lại được phong độ nhanh đáng nể hậu sinh con. Bên cạnh đó, nhiều netizen nhận xét Cường Đô La và Đàm Thu Trang ngày càng giống nhau, chuẩn nét phu thê. Khi được khen ngày càng trẻ ra, Cường Đô La còn tự hào nhắc tới Đàm Thu Trang. Cái này anh cũng chịu, không biết vợ nuôi kiểu gì nữa em ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, chúng mình là tin tức mới. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để được liên tục cập nhật những thông tin mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.